Xin chào quý khán giả của ship.vn. Hôm nay mà các bạn cùng chúng tôi mở hộp một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Hamilton. Đây là một mẫu đồng hồ của một vị khách đến từ quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đặt hàng. Thì sau 2 đến 3 tuần, mẫu đồng hồ này nó đã hạ cánh xuống kho của ship tại Sài Gòn. Đây là một mẫu đồng hồ được đặt từ một cửa hàng tại thành phố New York thuộc quận Brooklyn. Đây là quận Brooklyn này. Đây là một cái quận đông dân nhất của thành phố New York. Được ship tới kho của ship là tại bang California. Đây là chữ CA là viết tắt của California thuộc thành phố là Garden Grove. Bằng dịch vụ là cửa hàng đã gửi đến kho của ship là bằng dịch vụ USPS. Đây là còn được gọi là bưu điện Mỹ. Và đây là mã check-in. Cũng giống như mã vận đơn ở Việt Nam. Ở Mỹ họ gọi là check-in. Thì tất cả những cái thông tin check-in đều được thông báo tự động qua email cho khách hàng chủ động được thông tin, nắm được thông tin để kiện hàng của mình đi tới đâu. Sau đây chúng tôi sẽ thực hiện tháo bóc, cắt siêu ra. Đây. Mở bóc ra kiểm tra trước khi đóng gói lại chuyển đi thành phố Đà Nẵng. Đây là bên trong. Nó vẫn còn có một cái lớp bao dưới dầu. Đây. Bên trong nó có một cái bill của cửa hàng. Còn đây là thẻ bảo hành. Đây, thẻ bảo hành của cửa hàng. Thì cái thẻ này nó chỉ có giá trị tại Mỹ thôi, tại trung tâm bảo hành tại thành phố New York. Còn ở Việt Nam thì chúng ta muốn bảo hành miễn phí thì chúng ta phải gửi sang trung tâm bảo hành tại New York. Thì như vậy nó sẽ mất rất là lâu. Và với lại chi phí gửi sang Mỹ nó cũng rất cao, khoảng tầm 2 triệu cho phí vận chuyển sang Mỹ. Nên đa số các lỗi mà rủi ro thì chúng ta xử lý ở Việt Nam luôn. Hầu như là đối với đồng hồ cơ là ở Việt Nam đều xử lý được hết. Chỉ trừ trường hợp những cái đồng hồ sẽ mắc quá, nó dùng bo mạch điện tử, một số trường hợp sẽ ở Việt Nam không xử lý được thì phải gửi sang New York để thay bo mạch. Thì chúng tôi ship cũng đã từng gửi một chiếc FC mà nó bị lỗi bo mạch, phải gửi sang trung tâm bảo hành tại New York để bảo hành. Còn đây là chiếc bóc của Hamilton. Đây, thì trước khi tháo bóc thì chúng tôi phải thực hiện đeo bao tay vào để cho nó chấm những chất ẩm mồ hôi tay nó bám lên chiếc bóc đồng hồ. Đây là Hamilton, nó có một cái chiếc bóc là màu đen. Này là màu đen nhám. Bên hông nó có một cái thẻ, một cái thông tin, thông tin sản phẩm. Đầu tiên là tên thương hiệu là Hamilton. Tiếp theo là tên bộ sưu tập là Yachtmaster Automatic, cho chúng ta biết là đồng hồ cơ khí Openhead, là cho chúng ta biết đồng hồ này có thiết kế là lỗ máy. Với giá niêm yết là 1045 đô. Đây là mã sản phẩm H3270-5141. Đây, sau đây chúng ta sẽ thực hiện tháo cái bóc này ra. Đó, bên trong nó là một cái bóc. Bên trong nó còn thêm một cái bóc nữa. Thì cái bóc bên trong nó có cái tông màu gỗ rất là sang trọng. Cũng là logo, cũng là tên thương hiệu của Hamilton ở phía trên. Tên thương hiệu này được đánh một cái lớp màu cam rất là bóng. Chúng ta nhìn nghiêng đó, chúng ta có thấy nó thay đổi màu rất đẹp. Bên hông là logo của Hamilton, là hình hai chiếc máy bay. Thì Hamilton là một thương hiệu có lịch sử, là những chiếc đồng hồ đầu tiên của Hamilton là phục vụ cho ngành hàng không, tức là cho ngành bưu chính của Mỹ. Hamilton là được có những sản xuất những chiếc đồng hồ đầu tiên của Hamilton là phục vụ trong ngành hàng không. Đó. Hamilton là một thương hiệu của Mỹ được thành lập vào năm 1892 tại Lancaster thuộc tiểu bang Pennsylvania. Đó. Thì đến năm 1974 là được tập đoàn Oswald Group mua lại. Thì đến năm 2003 thì trụ sở sản xuất chính của Hamilton đã được chuyển sang thành phố BN của Thụy Sĩ. Thì từ đó những chiếc đồng hồ của Hamilton nó sẽ mang được gắn một cái dòng chữ Sysmex ở góc 6 giờ. Tí nữa chúng ta sẽ ship sẽ giới thiệu với các bạn cái dòng chữ Sysmex đó. Đây, sau đây chúng ta sẽ mở hộp lên. Đây là chiếc Hamilton có tông màu blue, màu xanh rất là đẹp. Đây là một trong những màu rất độc. Thì đa số đồng hồ thì được thiết kế mà những cái màu chính, màu thường gặp nhất là màu trắng, mặt đen. Đó, là hai cái màu thường gặp nhất.
Thì đối với những mẫu đồng hồ mặt xanh thì rất là hiếm gặp, đây là những màu có màu thiết kế rất là độc. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lấy chiếc đồng hồ lên. Thì bên trong hộp nó được là một cái lớp da, một lớp giả da gọi là da simili, trông cũng rất là sang trọng. Đây, sau đây chúng ta sẽ thử. Chúng tôi vừa tháo cái miếng siêu trên mặt ra, một cái lớp đeo màu xanh rất đẹp. Đây là một mẫu đồng hồ thuộc bộ sưu tập Yachtmaster. Thì mẫu đồng hồ này là có đặc điểm là nó có một thiết kế giống như một cái mẫu cũng nằm trong bộ sưu tập Yachtmaster luôn. Tuy nhiên mẫu trước đó thì nó có size 40, cũng được người tiêu dùng rất là đánh giá rất là cao. Thì sau đó Hamilton đã tung ra tiếp một cái mẫu có đường kính là size 42 để phù hợp với những cái bạn mà có chu vi cổ tay to. Thì những mẫu mà có đường kính 42 này thì những bạn nào phải có chu vi cổ tay là khoảng tầm 18 cm là đẹp nhất. 17 vẫn có thể có được, tuy nhiên 18 là đẹp, 18 cm là đẹp nhất. 18, 19 cũng ok, 19 18 cm trở lên là ok. Đó. Đây, cái mẫu Hamilton này các bạn để ý kỹ là mặt sau của nó nè, nó sẽ có những cái, các bạn để ý ngay cả những cái miếng có những hàm kim loại nè cũng được đánh vân rất là tỉ mỉ, rất là cầu kỳ. Đó, ngay cả những cái miếng thép và những cái miếng thép bên hông nè cũng được thực hiện những cái vân vân dạng như những cái tia, còn trên những thép đây là những cái vân tròn, những giống như hình xoắn ốc. Đó, các bạn để ý kỹ, rất là đẹp. Khi chúng ta chuyển động thì nó tạo ra những cái góc sáng khác nhau. Thì những cái đồng hồ mà cao cấp thì nó sẽ đánh vân đến ngay cả những con ốc, những cái miếng thép kim loại bên trong nó cũng đánh vân luôn, rất là đẹp. À, những chiếc đồng hồ mà cơ khí thì nó có giá trị ở chỗ là những cái chế tác thủ công thẩm mỹ đó, đó là nó sẽ mang lại những cái giá trị rất là xa xỉ, rất là tinh tế cho chiếc đồng hồ. Đó, đây là một mẫu đồng hồ được có độ chế tác hoàn thiện rất là cao. Đó, các bạn để ý. Trên cái lớp hở tim nè, những cái vân nè, cũng được đánh. Thì một số đồng hồ nó chỉ đánh vân chỉ ở cái lớp mà hở tim này thôi, ở lớp open hết này nó chỉ đánh ở thanh kim loại này dưới đây, thì riêng mặt sau nó sẽ không đánh. Tuy nhiên riêng ở mặt này thì họ đánh vân tất cả những cái chi tiết, những miếng kim loại đều được đánh vân hết. Đây là một trong những điểm được đánh giá rất cao, có độ hoàn thiện rất tốt. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phân tích phần mặt số. Mặt số này nó khác với thiết kế mặt số trước, cũng là cửa sổ open hết. Nó khác với phiên bản 40mm là vẫn là cửa sổ open hết, tuy nhiên nó chỉ khác chỗ là cái số 12 nè, nó sẽ hiện nguyên hình số 12 luôn, nó không bị cắt hơn nữa. Ở thiết kế 40mm thì do nó không đủ diện tích nên cái phần cửa sổ open hết này nó sẽ cắt ngang phần nửa số 12. Và đó. Riêng cái mẫu này thì số 12 được không có bị tác động đến mà vẫn giữ nguyên. Kim của Hamilton luôn có một cái nét đặc trưng là được vuốt rất là nhọn. Đó, ngay cả những cọc số các bạn để ý cũng được vuốt rất nhọn, nó rất là mạnh mẽ. Thì trên trang chủ của Hamilton nó giới thiệu trong bộ sưu tập Yachtmaster này nè, đó là sự kết hợp rất là hoàn hảo giữa những cái nét cổ điển và nét hiện đại. Đó, thì những cái mẫu trong bộ sưu tập Yachtmaster này được Hamilton sử dụng những cái chất liệu chất lượng rất là cao, được đầu tư rất là kỹ lưỡng, được hoàn thiện rất là tốt. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần bên hông. À, cái điểm nhấn đặc biệt nhất của cái mặt số trên đó là cửa sổ open hết. Các bạn để ý có những cái cánh quạt, nó giống như là hình một cánh quạt. Tuy nhiên một hình cánh quạt này nó sẽ không giống như một cánh quạt bình thường, nó có một hình dạng rất là thú vị, rất là quái dị. Cái này có thể giống như là một cái con quái vật vậy, các bạn có thể nó vui thôi. Ở góc mà 7 giờ đến 8 giờ thì nó là cái cửa sổ open hết kiểu hình tam giác. Tuy nhiên những cái cạnh tam giác nó cũng không phải là những cạnh thẳng. Nó cũng có những cái đường cong, những cái góc đó để lên nó bẻ cong ra, để thẳng lên. Nó không phải là một cái đường thẳng, một cái hình tam giác bình thường. Rất là thú vị. Thì bên hông của những mẫu trong bộ sưu tập Yachtmaster này nè, thì nó được thiết kế rất là cơ bắp, đúng theo cái đậm chất Mỹ luôn, phong theo phong cách của Mỹ, một phong cách rất là thể thao và cơ bắp. Các bạn có thể thấy những cái đường bo, đường cong này nè, nó mang lại cảm giác rất là cơ bắp, rất là chắc chắn. Cầm những chiếc Hamilton trên tay luôn luôn mang lại một cảm giác rất là chắc chắn. Cái độ sáng của kim loại cũng được chế tác
Đây, những cái dây đeo nè, các bạn để ý, được chế tác, được đánh, những định được đánh pha xước rất là tỉ mỉ, rất đẹp. Đó, nhìn đường pha xước bạn nhìn kỹ nó cũng rất là đẹp. Tiếp theo là chúng ta ở đây là phần dây này, cái siêu này không tháo được, tại vì tháo ra nó sẽ không dán lại được, nên chúng tôi phải giữ nguyên siêu. Đó. Tiếp theo là phần khóa, đây là khóa bấm hai lần gấp. Ở phần khóa này các bạn cũng ý cũng được đánh vân luôn nè, các bạn để ý kỹ. Đó, trong phần khóa cũng được đánh vân rất là đẹp. Kiên mặt ngoài thì được là hình được đánh bóng, còn phần bên trong là được đánh vân vân những cái hình hình tròn xoắn ốc rất đẹp. Đó, tiếp theo chúng ta đi vào phần mặt sau. Mặt sau của chiếc đồng hồ này thì đầu tiên là ở góc, ở đây là nó không có cái tên thương hiệu Hamilton ở góc 12 giờ. Một số đồng hồ Thụy Sĩ thường thường ở góc 12 giờ mặt sau nó có thể tên thương hiệu. King Hamilton thì nó không không có thiết kế tên thương hiệu ở mặt sau, chỉ có là ở đây là serial number có 9 ký tự. Thì hầu như Hamilton cũng là một thương hiệu thuộc tập đoàn Oswald Group, thì đây là một cái serial number đặc trưng của tập đoàn Oswald Group, hình như là T-shirt hay là Certina, tất cả đều có cái kiểu serial number 9 ký tự này. Và cùng đó đây là cái serial number nó được dán trên cái siêu mặt sau rồi. Đây các bạn ấy nó sẽ trùng với cái serial number được khắc trên khung vỏ luôn, cái này khắc hàng lên và nó được phun mờ. Đó, nó nhìn nó rất là đặc, nó tạo nên cho chúng ta dễ nhận thấy. Đây là dòng chữ Swissmade, ở mặt trước cũng có một cái dòng chữ Swissmade ở góc 6 giờ đó. Thì sorry bạn, thì từ từ năm 2003 thì cái xưởng sản xuất chính của Hamilton đã được chuyển sang gọi là thành phố Ben Thụy Sĩ. Thì từ lúc đó những mẫu đồng hồ Hamilton sẽ được gắn dòng chữ Swissmade. Thì để được gắn dòng chữ Swissmade này thì theo đạo luật liên bang của chính phủ Thụy Sĩ quy định thì ít nhất 60% chi phí sản xuất của một mẫu đồng hồ phải được sản xuất tại Thụy Sĩ thì những sản phẩm đó mới được gắn dòng chữ Swissmade. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần thông số tiếp theo, đây là cái mã sản phẩm. Đó, ở góc 6 giờ đó là mã góc 6 giờ của mặt sau, đó là mã sản phẩm H3 7050. Còn bên đây là thông số còn lại cuối cùng, đó là khả năng chống nước water resist 53. Thì theo tiêu chuẩn ISO 2281 thì với khả năng chống nước 53 này chúng ta có thể dùng cho những hoạt động hàng ngày, đi bơi, đi lặn, lặn cũng được luôn, tuy nhiên lặn ở vùng nước nông thôi, chúng ta không thể lặn ở vùng sâu, ở lặn ở cỡ cái những cái mức sâu sâu hơn. Có thể dùng cho những hoạt động như câu cá giải trí đó, câu cá thì chúng ta có thể thỉnh thoảng tiếp xúc với nước chẳng hạn thì nó vẫn có thể chịu được. Tuy nhiên khả năng 53 này nó sẽ không có thể chịu được những cái hoạt động thể thao dưới nước, ví dụ như là chèo thuyền hay là lướt sóng giải trí, thì đó là những hoạt động có tốc độ cao ở dưới nước. Thì với khả năng chống nước 53 này nó sẽ không bao giờ chịu được. Để chịu được những hoạt động đó thì yêu cầu khả năng chống nước lên tới 13. Thì các bạn lưu ý những cái khả năng thông số, khả năng của từng thông số để chúng ta có thể sử dụng cho những hoàn cảnh nó phù hợp. Đó, đây được được soi với một cái ánh đèn vàng, các bạn thấy rất đẹp. Đó, những thanh kim loại nó sáng vàng lên rất là mạnh mẽ. Các bạn nhìn từ góc nghiêng nè, thấy những cái kim rồi nó sẽ lấp lánh. Kim Hamilton sẽ được, nó được cắt, nó cắt rất là nhiều góc và nó có những cái nét uốn cong, khi chúng ta chuyển động thì nó sẽ tạo ra những cái độ độ sáng lấp lánh khác nhau. Đó. Còn đây là phần mặt sau, đây là phần rotor. Cái rotor này sẽ lắc qua lắc lại, nó luôn luôn nó hướng theo chiều động lực trái đất. Còn ở trên cái bộ phận mà đang lắc liên tục thì đó là bánh xe cân bằng, trong tiếng Anh có tên là balance wheel. Thì cái bánh xe cân bằng này nó sẽ có hoạt động với tần số, đối với những mẫu mà 42 này nó sẽ hoạt động với tần số là 6 nhịp một giây, thì tần số dao động nó sẽ giảm xuống, bù lại thì nó sẽ có các khả năng di chuyển code lên tới 80 tiếng. Đó, những cái mẫu mà 42 này nè thì khả năng di chuyển code của nó lên tới 80 tiếng. Đối với những phiên bản mà 40 mm đợt trước thì nó chỉ có khả năng di chuyển code chỉ 40 tiếng, tuy nhiên là tần số dao động của mẫu cũ thì nó lên tới 8 nhịp một giây, cao hơn. Ở mẫu 42 mm này thì tần số động nó giảm xuống còn 6 nhịp một giây, tuy nhiên khả năng di chuyển code của nó lên tới 80 tiếng, gấp đôi với phiên bản cũ. Đó, đó là tất cả những cái thông số riêng, còn cái thông tin thẻ tát nữa. Đây là thẻ tát bao gồm là giá niêm yết là 1.045 đô. Còn mặt trước đó là mã sản phẩm và cái mã vạch. Thì theo đánh giá của chúng tôi đây là một mẫu đồng hồ rất đáng để chơi trong tầm giá là 20 triệu.
Thì cái này hiện tại bên e-ship là đang bán là với giá là 19 triệu 900. Tuy nhiên giá nó thay đổi theo từng đợt nhập khác nhau, thì giá hiện tại là nó ở mức đó tầm 20 triệu, là được bảo hành 24 tháng tại trung tâm bảo hành của Hamilton luôn. Thì Hamilton nó có một cái trung tâm bảo hành là nằm ở Takashimaya, là ở Sài Gòn Center. Thì khi mà chúng ta bạn đặt hàng tại e-ship đó, thì tất cả đều được mang ra hãng bảo hành hết. Đối với hàng sách tay thì hãng sẽ tính phí, tuy nhiên chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán phí làm việc với hãng để thanh toán cái phí đó, riêng làm việc với hãng thanh toán phí đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì vui lòng để lại comment bên dưới video, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.